Quân đội Israel vào ngày hôm nay thông báo lục quân của nước này với sự yểm trợ của các thiết bị bay không người lái và máy bay tiêm kích đã bất ngờ đột kích vào dải Gaza để tấn công các mục tiêu của Hamas. Trong đêm ngày hôm qua, lực lượng bộ binh Israel cũng tiến hành cuộc tấn công tương tự ở khu vực phía bắc của dải Gaza. Trước đó, Israel đã triển khai thêm một lượng lớn xe tăng, xe bọc thép và binh lính tới biên giới phía nam, đồng thời tăng cường an ninh tại các căn cứ quân sự ở khu vực này. Bộ Tư lệnh Phòng thủ nội địa Israel đưa ra cảnh báo với cư dân đang sinh sống tại các thị trấn gần biên giới với dải Gaza, yêu cầu họ tìm nơi trú ẩn ngay lập tức để chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên diện rộng. Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas của Palestine bước sang ngày thứ 20. Phía Israel đã tuyên bố rằng đây là một phần của công tác chuẩn bị cho giai đoạn chiến đấu tiếp theo.